việc sớm đưa vào khai thác các tuyến đường bộ cao tốc đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, việc vận hành các tuyến đường bộ cao tốc quy mô phân kỳ còn một số hạn chế như tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông như vụ tai nạn xảy ra ngày 18 tháng 2 vừa qua trên tuyến đường bộ cao tốc Cam lộ La Sơn. Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh cho biết, để có giải pháp nhằm khắc phục kịp thời, có hiệu quả những tồn tại hạn chế, đảm bảo an toàn vận hành cho tuyến cao tốc trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh thẩm định lại an toàn giao thông để hoàn thiện ngay các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông toàn tuyến. Cụ thể, trước mắt điều chỉnh các đoạn vuốt nối từ 2 đến 3 làn xuống một làn có chiều dài đồng bộ theo hướng nghiên cứu cắt giảm giải phân cách cứng để tăng chiều dài đoạn vuốt nối, chuyển tiếp từ 2 đến 3 làn xe về một làn xe, kết hợp bổ sung cọc tiêu mềm để dẫn đường, tăng cường biển báo nhắc lại bổ sung cọc tiêu mềm để dẫn hướng, bổ sung camera giám sát tốc độ đi đúng phần đường làn đường để xử lý phạt nguội, bổ sung đèn chiếu sáng tại các nút giao, nghiên cứu có kế hoạch xử lý sớm trước ngày 15 tháng 3 này. Về lâu dài, sớm đầu tư nâng cấp mở rộng toàn tuyến hoàn chỉnh theo quy hoạch, trong đó ưu tiên đầu tư sớm các hạng mục mở rộng làn đường, nhất là tại các điểm lên xuống cao tốc, mở rộng làn đường dừng khẩn cấp vì hiện tại phần lề gia cố 2m, khi xe có sự cố dừng đổ sẽ nhô ra ngoài phần đường xe chạy gây tiềm ẩn tai nạn giao thông. Đầu tư điện chiếu sáng, hệ thống giám sát giao thông thông minh, ETS cho toàn tuyến. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đề nghị Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an tăng cường lực lượng, trang thiết bị, máy đo tốc độ, camera, thiết bị ghi hình và chỉ đạo đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 tăng cường thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát dọc tuyến, tổ chức theo dõi, giám sát, ghi hình tốc độ xe lưu thông dọc tuyến để ghi lại các hình ảnh, hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn như lấn làn, vượt ẩu, chạy quá tốc độ. Công an tỉnh tiếp tục thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại công văn số 1497 UBNZGT ngày 19 tháng 2, củng cố hồ sơ điều tra khởi tố vụ tai nạn theo đúng quy định. Quá trình thực hiện cần lưu ý điều tra kỹ phần hạ tầng, lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn để củng cố hồ sơ thủ tục pháp lý liên quan, kiện toàn lại lực lượng tổ công tác để phối hợp với C08 Bộ Công an thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm toàn tuyến cao tốc qua địa bàn tỉnh Cam Lộ, La Sơn và La Sơn, Túy Loan, tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, cảnh báo từ xa đối với các phương tiện là xe khách, xe ngoại tỉnh. Tổ chức khảo sát, điều tra cơ bản phần kết cấu hạ tầng giao thông để có khuyến cáo điều chỉnh cả trước mắt và lâu dài cho phù hợp với điều kiện thực tế. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phối hợp sử dụng thông tin, dữ liệu thu được từ Trung tâm Giám sát Điều hành Đô thị Thông minh tỉnh và thông tin hình ảnh từ nhiều nguồn hợp pháp để tiếp tục xác minh, xử lý vi phạm, kết hợp với tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông. Sở Giao thông Vận tải, cơ quan thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh tiếp tục thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại công văn số 1497, phối hợp với Văn phòng Quản lý Đường bộ 2.5 tiếp tục kiểm tra, hậu kiểm việc triển khai khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, điểm đã từng xảy ra tai nạn giao thông trên toàn tuyến cao tốc đoạn qua địa bàn tỉnh, lưu ý hoàn thiện hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn an toàn giao thông, gồm cả tuyến chính và các đường kết nối ra vào cao tốc. Ông Nguyễn Vũ Quý, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh cho biết dự án cao tốc Cam Lộ – La Sơn khởi công tháng 9 năm 2019 và hoàn thành đưa vào khai thác tháng 12 năm 2022. Năm 2023, Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh đã bàn giao cho Cục Đường bộ Việt Nam quản lý 11 gói thầu. Đến cuối quý 2 năm 2024, Ban sẽ hoàn thành quyết toán các gói thầu. Hiện cao tốc Cam Lộ – La Sơn dài 98 km, có 2 làn xe, trên tuyến có 9 điểm mở rộng 4 làn cho phép vượt và chiều dài mỗi đoạn được phép vượt là 2 km. Hệ thống biển báo dẫn hướng chỉ đường được bố trí đầy đủ, trên tuyến nhiều đoạn sơn nét đứt để các xe có thể vượt nhau khi điều kiện cho phép. Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh đang nỗ lực để trong tháng 3 năm 2024 sẽ trình Bộ Giao thông Vận tải báo cáo tiền khả thi mở rộng cao tốc lên 4 làn xe. Ông Quý cho hay, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhận định việc đưa các tuyến cao tốc vào vận hành khai thác thời gian qua đã phát huy được hiệu quả thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt giúp kéo giảm sâu tai nạn giao thông. Theo số liệu của Bộ Công an, tai nạn xảy ra trên các tuyến cao tốc trong năm 2023 chiếm 1,16% số vụ và đợt Tết Nguyên đán 2024 chỉ chiếm khoảng 0,35% tổng số vụ.
Tuy nhiên, do nguồn lực đầu tư cho hạ tầng giao thông có hạn nên chúng ta phải phân kỳ đầu tư, trong đó có một số tuyến mới đầu tư theo quy mô 2 làn xe. Chính vì vậy, phương án tổ chức giao thông hiện nay cũng đã được xây dựng triển khai để phù hợp với hiện trạng của dự án. Qua vụ tai nạn giao thông tại km 48 200 trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn cướp đi mạng sống của 3 người trong một gia đình, các ban ngành cần vào cuộc kiểm tra cấp thiết những bất cập trên tuyến đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn để tuyến đường không còn là tử thần với tài xế lái xe. Theo ông Hà Sĩ Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, trên diễn đàn Quốc hội và những lần làm việc với lãnh đạo Trung ương và Bộ Giao thông Vận tải, tỉnh Quảng Trị kiến nghị nhiều lần về việc cấp thiết phải mở rộng thêm 2 làn trên đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn như hiện nay không thể gọi là cao tốc được. Nguyên nhân, những tuyến cao tốc khác trên cả nước đã và đang đầu tư đều 4 làn đường, trong khi cao tốc Cam Lộ - La Sơn lại thắt nút cổ chai, hệ thống hạ tầng thiếu đồng bộ nên rất dễ gây ra tai nạn. Ngoài việc đầu tư thêm 2 làn đường, tuyến cao tốc này cần tăng cường các biển báo, nâng cấp, gia cố hệ thống đường gom, bổ sung các kết cấu hậu lan, hốc cứu hộ, cứu nạn, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, cũng như lắp đặt thêm camera giám sát và xử lý nghiêm các tài xế vượt ẩu, chạy quá tốc độ, đồng thời khẩn trương bồi thường giải phóng mặt bằng để đầu tư tuyến cao tốc này cho hoàn thiện và đồng bộ trong thời gian sớm nhất. Ông Hà Sĩ Đồng đề nghị, đại diện Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, đại diện chủ đầu tư dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng, rà soát, đánh giá lại để kiểm tra các giải pháp khắc phục những tồn tại, bất cập sau một thời gian đưa vào vận hành để tổ chức giao thông hợp lý trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Nói về đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn, phần lớn chỉ có 2 làn xe và không có giải phân cách cứng. Đại diện Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh cho biết, do ngân sách khó khăn, nguồn lực xã hội hóa hạn chế, nên đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn được phân kỳ đầu tư. Giai đoạn đầu, xây dựng quy mô 2 làn xe hoặc 4 làn xe hạn chế, nên khi đưa vào sử dụng chưa đạt chuẩn. Dự kiến 2-3 tuần nữa, Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh sẽ báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về hồ sơ mở rộng tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn lên 4 làn xe, 2 chiều đi, 2 chiều về, có giải phân cách cứng. Khi đó, không chỉ khắc phục được những bất cập từ trước đến nay, nhất là các xe vượt nhau thuận lợi hơn rất nhiều so với việc có 2 làn xe, mà còn đảm bảo đồng bộ với hệ thống cao tốc Bắc Nam - phía Đông đã và đang xây dựng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.